Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc do thực phẩm. Về tình hình bệnh nhân COVID-19, hiện toàn tỉnh có 111 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận gần 200 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có 48 trường hợp bị chấn thương sọ não, 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và 2 trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên. Trước đó, để tăng cường công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Sở Y tế Đắk Lắc đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 24 trên 24 giờ có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để thường trực cấp cứu, thu dung điều trị COVID-19, sẵn sàng cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết.